chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy sắt gạo Liên Hoàn nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, model SN300R. Đây là hình dáng của chiếc máy sắt gạo nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Đây là thùng để đựng thóc, máy sẽ trà ra, chấu thì sẽ được ra theo cửa chấu đây. Và gạo nếp sẽ xuống dưới và đi theo đường băng tải, nên sau đó được sàng tạp chất đi ra bên ngoài này, và gạo nước sẽ được đưa xuống buồng sắt trắng và gạo trắng sẽ được ra đây. Sàng tấm và sạn sẽ được đi theo đường này, và cám sẽ được đi theo đường ống, tấm sẽ được nọc đưa xuống như thế này. Đây là bộ điều khiển của máy. Công tắc này công tắc bật lên để cho cối nước, công tắc bật cho cối trắng, đồng hồ hiển thị ampe, đây là đèn báo hiệu, đây là các nút điều chỉnh của cối sắt trắng. Thì mình sẽ vận chỉnh theo đường này để biết khi nào mà gạo ra mà thấy đạt yêu cầu thì mình sẽ dừng lại. Và đây là nút điều khiển để cho mức độ gạo trắng xuống nhiều hay ít. Trên đây là có mục chú ý để khi chúng ta đọc để sử dụng máy. Trên máy có ghi chi tiết về những cách hướng dẫn sử dụng máy, từng bước chuẩn bị khởi động và sử dụng như thế nào và khi tắt máy như thế nào. Bây giờ chúng tôi sẽ sát trực tiếp cho các bạn xem chiếc máy SN300R này hoạt động như thế nào nhé. Hiện tại chúng ta đã cấp điện trong máy, sau đó chúng ta bật CB lên, CB chạy và chúng ta bật tiếp CB thứ hai lên, đổ lúa vào. Bây giờ chúng ta sẽ mở nút để cho lúa xuống. Chúng ta mở buồng cối nước ra để xem cái nguyên lý hoạt động ở bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là tỷ lệ bóc nước đạt như thế nào rồi. Sau khi tràn nước xuống thì nước sẽ đưa lên trên này và tràn qua đây. Đây là tỷ lệ gạo nứt. Tạp chất sẽ đi ra theo đường này. Đây là gạo trắng sau khi chúng ta đã bóc qua nước và bóc qua gạo trắng. Và đây là gạo tấm. Và đây là chấu. Chéo bóc ra rất là sạch và đẹp nha các bạn. Và bên này là cám. Cám gạo đây nha các bạn. Như vậy tôi vừa test xong cho các bạn về máy sắt gạo SN300R. Với nguyên liệu là lúa, bóc gạo nứt và bóc ra gạo trắng để ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.